Hình như phía trước là chúng ta sẽ rẽ trái nè các bạn ơi. Ok, để mình thử rẽ trái bằng cái con xe này, có nó qua được cái cua nữa nha các bạn. Rồi đèn xanh nữa. Cái làn rẽ trái như đang đèn đỏ các bạn ơi. Ồ, bây giờ mình sẽ đang đợi cái đèn này nè. Đó, rẽ trái nó vẫn có một cái đèn riêng. Còn cái đèn bên này là để dành cho rẽ phải nè các bạn. Vãi chưởng. Rồi sử dụng hai cái đèn luôn. Tại là cái xe mình khá là dài luôn các bạn, nhưng mà ôm cái cua này mình nghĩ chắc chắn sẽ được, nhưng mà mình chả biết nó sẽ ra như thế nào thôi. Ok, mình sẽ đợi một tí. Rồi, đèn xanh này kìa, đi thôi. Đây, ôm được cái cua này các bạn ơi. Trời ơi, nó dài. Rồi, ôm cua. Đấy, các bạn thấy không, nó cong nè. Công dụng của cái eo đấy. Công dụng của cái eo là nó như vậy đấy. Ok. Oh my god. Đó, như vậy là ôm bình thường các bạn. Nó kiểu nó eo như là xe lửa vậy đấy, kiểu như vậy thôi. Rồi chúng ta lại tiếp tục ghé cái điểm tiếp theo. Trời ơi, ghé cái gì mà ngay đèn xanh đèn đỏ vậy trời. Ok, chơi luôn, ghé cái đèn xanh đèn đỏ luôn mới ghê chứ. Rồi, có ai lên không mọi người ơi? Rồi, lên luôn hai anh ơi. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game The Bird. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chạy một cái chiếc xe beat khác nha các bạn. Hôm qua thì các bạn đấy là mình sẽ chạy cái chiếc Scania City World bản 12m. Đó, bản 12m thì nó ngắn. Còn cái bản hôm nay là bản tặng 18m là các bạn. Các bạn nhìn như là nó ghép hai cái chiếc xe buýt lại vậy đấy. Nè các bạn thấy không? Đây là cái đầu xe trước là bình thường nè. Bây giờ nó ghép thêm cái đuôi nữa các bạn. Dài vãi nồi luôn. Đó, và cái chiếc xe buýt này thật ra nó có ngoài đời thật nha các bạn, nhưng mà ở nước ngoài thôi, còn Việt Nam thì mình chả thấy đâu cả. Việt Nam như chưa có đâu các bạn. Đó, vẫn có ba cái cửa nè. Cửa phía trước là cửa lên nè. Cửa này dành cho người khiếm khuyết khuyết tật và cho cái xe của em bé nè các bạn thấy không? Và cái cửa cuối cùng là cái cửa để đi ra. Đó, thì nó cũng như vậy thôi. Và cái xe nó cũng là cái xe của Scania cũ ấy các bạn, cũng chả có gì khác hết. Đó. Và nó nói nha các bạn thấy không? Nó nói nha bằng một cái này gọi là cái gì ta? Nó như là cái lò xo đấy các bạn. Nhưng mà nó có thể là uốn éo được các bạn. Để một tí mình sẽ nói, mình chạy với mình sẽ cho các bạn thấy, các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Rồi, bây giờ chắc mình sẽ lên xe mình bắt đầu chương trình luôn nha. Rồi, đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Chỗ này không có khách đâu các bạn, chỗ này là khách vừa xuống ấy. Xe thì vẫn vậy thôi, mà nó dài hơn tí thôi. Đây, đây là cái chỗ mà có thể là uốn éo được nè. Nó có thể là xoay được các bạn, để nó ôm cua được ấy. Chứ mà nếu mà dài thòn như vậy, ôm cua nó rất là khó. Nó phải có cái, nó có mấy cái ẹo như vậy, nó gọi là cái gì đó, nhưng gọi là cái eo xe đi các bạn. Nó ẹo qua ẹo lại. Ok, vào xe thôi. Nội thất con này thì mình nhìn nó cũng chả có gì khác con cũ. Cũng y vậy thôi, phần tính tiền bên này, máy tính bảng, nút mở cửa, rồi vô lăng rồi các kiểu. À, đặc biệt là mình đã tìm được cái đèn nhan cho xe rồi các bạn. Bây giờ mình đè máy lên cho các bạn xem. Đây, đèn nhan cho xe mình tìm được rồi nè. Nó vẫn lẫy cái, nó vẫn xoay cái lẫy này các bạn. Đây, đó, các bạn thấy không? Đó. Mình tưởng đâu xe không có đèn nhan các bạn, nhưng mà ai hờ có. Đây, đó, thấy chưa? Mình bây giờ mình cài lên vô lăng rồi các bạn thấy không? Ok. Xe thì vẫn vậy thôi. Máy lạnh nè, để mình mở máy lạnh lên. Mở số 1 đi. Số càng cao là máy lạnh nó càng đẩy gió mạnh đấy các bạn. Còn này là cái độ lạnh nóng. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nhá. Rồi, để mình mở cái máy tính bảng lên cái. Star nè. Cái tour mình đi ngày hôm nay nó có số là 63285. Rồi, ok, let's go. Mình sẽ đi từ... cái địa điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ chạy ngược về nha các bạn. Trong cái tập 1 thì mình chạy từ đằng này nè. Mình chạy tít gà tới cái đằng này. Còn tập này thì mình sẽ chạy ngược lại. Hả? Ok, cũng vẫn theo cái tuyến cũ nhưng mà nó chạy ngược lại thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nha các bạn. Đè máy lên, đè máy lên. Rồi, vô số 1. Hạ thắng tay. Rồi, đi theo các bạn. Let's go. Sao chưa chạy được? Rồi, được rồi các bạn. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ok. Bạn nào muốn mình chạy buổi tối hay là cái thời tiết trời mưa gì đấy thì comment ở dưới, mình sẽ chạy trong tập sau nhá. Tập này thì mình vẫn chạy trời sáng, tại trời sáng đẹp quá các bạn. Mình sẽ rước đây luôn à. Ok, đến địa điểm đầu tiên rồi các bạn. Rồi. Ok.
Đây anh chị ơi, lãnh xe anh chị ơi. À quên mở cửa. Quên mở cửa mà kêu người ta lên. Quay chữ nào, mua vé không ai anh? À anh này mua vé các bạn. Rồi anh này, ui anh này anh cần mua vé là một ngày luôn nha các bạn, 24 tiếng luôn, là cái vé hạng ghế ABC. Ok, mình sẽ qua đây mình bán vé cho ảnh. Đây, vé 24 giờ nè, hạng ghế ABC nè. Một vé đúng không anh? Ok, một vé 10 đồng anh ơi, in vé cho anh luôn nè. Rồi, 10 đồng, 10 ego. Rồi, cảm ơn anh nhá. Rồi, chúng ta đóng cửa lại, tiếp tục nè các bạn. Đi thôi. Let's go. Các bạn để ý nha, mình đang chạy trong cái lane dành riêng cho xe buýt nha các bạn. Đây. Các bạn thấy nó có cái dấu cái chữ xe buýt đây không? Đó, tức là cái lane này là dành riêng cho xe buýt thôi. Bất kể xe nào cũng không được vào hết. Nước ngoài nó ưu tiên ghê các bạn. Việt Nam mình gọi là cái làng dành cho xe cứu thương cũng chả có, nói chi là dành cho xe buýt. Ừ. Rồi ok, đến địa điểm tiếp theo nó sao gần nhau quá vậy? Hay điểm gần này có người nào xuống không? Tay mở cửa đằng sau luôn nè, có ai xuống. Ồ, đông quá nha, hello mọi người nha. Đấy, xe buýt dài là phải đi đông như vậy chứ, đúng không? Mua vé không? Ờ, trời, chả ai mua vé luôn các bạn. Không ai mua vé luôn. Thật ra mấy người đó là đã mua vé trước rồi các bạn. Thì người ta vào chỉ chép vé thôi, không cần mua lại một lần nữa. Tức là cái giống như ông hồi nãy mà mua 10 đồng mà các bạn. Tức là mua cái vé trong một ngày luôn rồi, muốn đi bao nhiêu đó thì đi. Ê, đang gián. Ui, quá luôn. Xem dính cái đèn đỏ vậy các bạn. Đây, mình cho các bạn xem cái chiếc xe này nhá. Đây, khi mà mình uốn éo nè các bạn thấy không? Nào, đó, nó không có uốn nguyên cái xe, mà ở giữa cái eo nó các bạn, nó có thể là cong theo. Đó, các bạn thấy không? Cái công dụng của cái eo xe nó như vậy đấy các bạn. Đó. Như vậy nó mới có thể là ôm những cái cua gắt được các bạn. Chứ không lẽ ôm mấy cua mà nguyên cái xe nó dài thòn thì ôm nó rất là khó. Nói chung cái thiết kế thì nó cũng hay các bạn, nhưng mà nhìn nó hơi mắc cự một tí thôi. Nhìn như con gắn vậy đó các bạn. Ủa đèn đỏ hả? Ủa? À đèn đỏ các bạn ơi. Mình tưởng ở đây là cái ngã tư, à ngã ba. Rồi ok, dừng tí chờ đèn đỏ cho các bạn. Ủa từ đây qua đó mà cũng đèn đỏ chi chạy? À mình chạy qua luôn cái đường người ta rồi, người ta sẽ quẹo vô đây các bạn. Lỡ qua luôn các bạn. Tự nhiên mình thấy dừng ở đây. Mình dừng nhầm, phải dừng ngay cái chỗ thằng xe tải đó mới đúng các bạn. Ok, mình đi luôn nha các bạn ơi. Mới chạy vô cái đường thành phố này ngáo thiệt luôn các bạn. Bạn nào mà gọi là không biết là chạy là lộn len, lộn đường các kiểu liền ấy. Chạy vài lần nó mới quen được. Cái đèn đỏ của nước ngoài các bạn nó sẽ đặt sau cái ngã ba ngã tư. Nó không như Việt Nam là nó đặt trước. Tức là nó đặt ngay cái chỗ mình dừng ấy. Còn nước ngoài nó đặt sau. Nè, vô chỗ này nè, mình phải dừng ở đây. Cái đèn thì nó nằm đằng kia. Bó tay được chứ. Rồi ok, chúng ta đến cái địa điểm tiếp theo nhá. Hiện tại đang trong thành phố nên mấy cái địa điểm này nó khá là gần nhau. Ok, rồi. Lạnh lắm anh chị ơi, anh chị ơi. Ơ, à, ai đâu? Lên anh ơi, trời, lên luôn đi. Bà cụ nữa kìa. Còn đi vòng nữa, không hiểu bà cụ có vé chưa. Rồi ok, đủ hết rồi nha các bạn ơi. Rồi ok, lại tiếp tục hành trình nào. Sơ chúng ta đã qua được 3 trạm rồi đấy các bạn. Đây mình cũng lại đi vô cái lane ở trong này nhá. Ủa trời, giờ cũng phải bọc ra lại. Cái đường này đang sửa cho các bạn ơi. Các bạn thấy không, cái động này đang sửa đường rồi. Mình phải bọc ra đi cái lane ngoài này. Unter den Linden, Friedrichstraße. Rồi mình thấy được cái trạm phía trước đó kìa các bạn. Công nhận nha, thành phố đi tới mấy cái trạm nhanh thật luôn ấy. Rồi nhanh vào. Rồi ok. Rồi lên xe anh chị ơi. Địa điểm tiếp theo. Rồi mọi người có vé không? Mua vé chưa? Sao ai cũng mua vé gọi chân gì? Bên nước ngoài các bạn người ta cũng ý thức. Ví dụ người ta đi, người ta biết là người ta thường đi bằng xe buýt đấy các bạn, nên là người ta mua vé trước hết trơn à. Không có cần đợi mà như Việt Nam mình tới lúc đi mới mua đâu. Ví dụ người ta đi làm, ví dụ công việc người ta hàng ngày đều phải đi, nên thôi người ta mua vé đại luôn, mua vé một ngày luôn các bạn. Vậy nó sẽ ok hơn. Ờ, hình như phía trước là chúng ta sẽ rẽ trái nè các bạn ơi. Ok,
để mình thử rẽ trái bằng cái con xe này có nó qua được cái cua này không nha các bạn. Và đèn xanh nữa, cái làn rẽ trái như đang đèn đỏ các bạn ơi. Ồ, bây giờ mình sẽ đang đợi cái đèn này nè. Đó, à, rẽ trái nó vẫn có một cái đèn riêng, còn cái đèn bên này là để dành cho rẽ phải nè các bạn. Vãi chưởng, rồi sử dụng hai cái đèn luôn. Tại là cái xe mình khá là dài luôn các bạn, nhưng mà ôm cái cua này mình nghĩ chắc chắn sẽ được, nhưng mà mình chả biết nó sẽ ra như thế nào thôi. Ok, mình sẽ đợi một tí. Rồi, đèn xanh này kìa, vậy thôi. Đây, ôm được cái cua này các bạn ơi. Trời ơi, nó dài. Rồi, ôm cua. Đấy, các bạn thấy không, nó cong nè. Công dụng của cái eo đấy. Công dụng của cái eo là nó như vậy đấy. Ok. Oh, oh my god. Đó, như vậy là ôm bình thường các bạn. Nó kiểu nó eo như là xe lửa vậy đấy, kiểu như vậy thôi. Rồi, chúng ta lại tiếp tục ghé cái điểm tiếp theo. Trời ơi, ghé cái gì mà ngay đèn xanh đèn đỏ vậy trời. Ok, chơi luôn, ghé cái đèn xanh đèn đỏ luôn mới ghê chứ. Rồi, có ai lên không mọi người ơi? Rồi, lên luôn hai anh ơi. Nãy giờ xe mình chắc cũng khá là nhiều rồi đấy các bạn. À, anh này cần mua vé à? À, một cái vé single ticket ABC. Rồi, một vé 3.800 anh ơi. À, 3 đồng 8. Rồi, anh đưa 4 đồng các bạn, thói cho anh 0.20 cent. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, để mình kiểm tra lại coi. Nè các bạn, để mình coi chắc khá là đông khách rồi đấy. Ui dồi ôi, quá trời rồi, người luôn rồi các bạn ơi, thấy chưa? Phía sau là muốn full rồi nè, còn khi ghế để bất cự để xoay lại. Chúng ta chỉ còn một vài cái ghế lẻ tẻ thôi, còn lại là thấy full ghế rồi. Trời ông này tội nghiệp, ông ngồi là đưa cái đầu vô cái dách tường nó mới ghê chứ. Rồi ok, thấy chưa các bạn thấy không? Xe đông là, ổ xe bự là phải chở người nhiều các bạn. Let's go, tiếp tục. Để điểm tiếp theo là nó cũng sẽ gần đây các bạn, vì khi mà lái xe trong thành phố ấy. Đèn đỏ à, wow đấy các bạn ơi. Không thấy xe nào cho đi qua luôn, cho nó lẹ. Vì mình chạy vào thành phố các bạn nên là những cái chạm nó rất là gần nhau luôn. Nó không có như mấy cái chạm ở ngoài ngoại ô. Những cái chạm ngoài ngoại ô thì nó xa xa, còn trong nội thành á thì nó rất là gần nhau. Đó các bạn thấy không, phía trước là chúng ta đến chạm đó rồi đấy. Nhưng mà bây giờ lại dính đèn đỏ nè. Ê, mình phải vào cái lane trong này nha các bạn. Ê, cái gì vậy? Rồi các bạn ơi, thấy chưa, dính luôn bà cái hàng rào rồi. Lạng ra, lạng ra. Dính hàng rào rồi. Rồi. Ok. Thủ thần quá các bạn. Rồi, mình lạng vào đây các bạn ơi. À, đây có hai khách thôi các bạn ơi. Mình chạy mình chưa bao giờ thấy người khuyết tật chạy xe lăn này nọ đâu các bạn. Nếu mà có thì mình phải bắt buộc ra đằng sau mình hạ cái bẩn xuống cho những cái người đó đi lên các bạn. Ok. Rồi đi tiếp tục nha các bạn ơi. Rồi chúng ta lại đến địa điểm tiếp theo nữa rồi. Ui đông quá vậy. Rồi hello anh chị nhá. Rồi anh chị lên xe đây nào. Hiện tại thì mình đã ra được tới gọi là ngoại ô của thành phố rồi đấy các bạn. Đó và hiện tại là cũng gần về được đến cái trạm xuất phát rồi. Còn ai nữa không? Rồi cửa sau xuống hết rồi đó các bạn. Rồi ok, hình như là bây giờ mình chạy thẳng về cái gọi là cái trạm mà chúng ta xuất phát trong cái tập 1 với các bạn, các bạn nhớ không? Đó bây giờ mình đang chạy ngược về đó các bạn, gọi là như về cái bãi xe đấy. Ok, đây là ngoại ô nữa các bạn, mặc dù ngoại ô nhưng mà xe đông vẫn đông các bạn, rất đông luôn ấy, quá đông là đằng khác. Ok, tranh thủ chạy lẹ luôn các bạn ơi. Ui con này thấy vậy nó chạy khá là nhanh luôn các bạn, đạp cũng lên 80 km/h luôn rồi nè. À 78 rồi nè, 80 đấy, nó lên 80 km/h đấy các bạn. Quay trưởng nè, ó tốc độ bàn thờ đi về luôn. Lái xe buýt này kiểu này ở ngoài đời chắc bị đuổi việc sớm quá các bạn ơi. Đây là cái đoạn đường thẳng mà cũng mình cũng thấy hơi bị chóng các bạn, xe nó chóng ấy. Thôi chạy nhanh luôn. Ui như phía trước có xe các bạn ơi. À, phía trước là đèn xanh đèn đỏ hay gì ấy. Ê, sao có xe đậu đây vậy? À xe này nó rẽ trái. Rồi ok. Xe này có hai len nè các bạn, mà cái len ở trong cùng ấy, xe nó làm mặt kính nó đậu xe hết trơn chỗ luôn rồi. À bây giờ mình sẽ rẽ bên bên phải nè các bạn ơi. Rồi ok. Rồi rẽ phải các bạn. Đây cái đường này nó còn nhỏ hơn cái đường hồi nãy nữa. Biết ôm cua được không? Qua đèn đỏ luôn nha các bạn. Rồi ôm cua này coi. Đó, đó.
Đó. Qua được nha các bạn, khá là mượt mà luôn ấy. Mới gọi là công dụng của cái eo này xịn sò thiệt luôn ấy. Rồi bây giờ mình đang vào đây là khu nào vậy ta? À, đi qua cái hầm này nha các bạn. Đây mình vẫn đi lên trong cùng nha. Đi lên trong này luôn. Bây giờ mình sẽ chạy thẳng. Rồi sẽ chuyển qua lên này. Chạy thẳng qua cầu vượt này luôn à. Rồi cái ga mà mình hôm trước rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chạy bọc vào đó. Rồi về bến luôn, về bến luôn. Ok, đó. Bây giờ mình hình như là mình đang lên cái tầng trên đó các bạn. Ở dưới nó còn một tầng nữa kìa, mình đang lên tầng trên rồi. Cái chỗ mà mình xuất phát hôm trước nè các bạn nhớ không? Đó, bây giờ mình về đến cái chỗ xuất phát rồi. Ok. Rồi. Sao động méo xẹo vậy? Rồi xuống xe mọi người ơi. Rồi, cảm ơn mọi người đã đi cái chuyến xe ngày hôm nay của em nhá. À, bấm cửa này các bạn, cửa này không có khách lên nữa đâu. Cửa này cũng không có người khuyết tật. Rồi, mọi người đang xuống nè. Ok, như vậy là tập này mình với các bạn cũng đã vừa trải nghiệm được cái chiếc xe bus mà siêu dài các bạn. Mới gọi siêu dài nè, của mình xong. Và bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký với kênh của mình ấy thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và bạn nào muốn mình trải nghiệm tiếp cái tựa game này nữa thì các bạn cứ comment ở dưới mình biết, mình sẽ làm trong các tập sau cho các bạn xem. Ok, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập fanpage Nguyễn Quý Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha.